Chào các bạn nhỏ, hôm nay chúng mình cùng học chủ đề các loại rau củ quả nhé. Củ cà rốt. Củ cà rốt. Quả cà chua. Quả cà chua. Củ khoai tây. Củ khoai tây. Quả dưa chuột. Quả dưa chuột. Củ hành tây. Củ hành tây. Quả cà tím. Quả cà tím. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh. Quả hạt chuông. Quả hạt chuông. Bắp cải. Bắp cải. Bắp ngô. Bắp ngô. Quả bí ngô. Quả bí ngô. Quả ớt cay. Quả ớt cay. Củ su hào. Củ su hào. Củ cải trắng. Củ cải trắng. Củ cải đỏ. Củ cải đỏ. Súp lơ trắng. Súp lơ trắng. Rau cần tây. Rau cần tây. Hạt đậu Hà Lan. Hạt đậu Hà Lan. Củ khoai lang. Củ khoai lang. Cảm ơn các bạn nhỏ đã xem video. Hãy ấn đăng ký kênh Ô Vui Kids để ủng hộ mình nhé.